bà chụp điệp xua mẹ ông ôn à bà cái này một lai mê lục đập điệp phi môi phôi đó là bà có phù mà mét hai sấp vừa rồi bột hừ đó con ôn à xả đam mê đi bà à bà mê phong phi khé bà xung chị bong phố mà bà ôn du tấu ắt bạch y tế bà mày đã bà rồi sải đấy bà bàn phi khé bà phong phi khé bà xung chị bong ôn mà có phù mà mét hai sấp vừa rồi bột bà đoàn khuôn là ó bà cắt là ó mà sao đam mê đừng phô nối đó lắm bà mà nó đập châm mà chơi nhanh rồi mà cái phô viên mà mét hai sắp vừa rồi bốc bà đoàn khuôn chân chơi là ó bà cắt là ó mà xì chụp băng được chú xong ra bà mê đi bà bạch phê đây đến ca sĩ bà mà sao đó bà cô nó với tôi ra khi mà bậy tao mà bà cô này kia tin tao xa đó bà cứ còn nu chân bà là cô bẩm bậy côn bà là đã ba bàn pi khai ấy bà chỗ ba pi khai mà cô mà chỗ ba pi khai bà là đong khuôn chân chân là ó bà cứ đặt là ó bà xa đặc mến đi bà át và đong khuôn chân chạy đọt đọt buồn đọt mang về giao xin và mà em dêm và miền to đấy cô này bà là sát và đong khuôn về là ó và cả ó chân về to lên chắc và đọt buồn và đọt buồn đọt mang về giao xin và mà em dêm và cô đi sát và thường thiện tập khét nát đấy bà sát và đọt đong khuôn chân chạy về là ó cả là ó bà nên lấy bà thu thái xong đó một con sáng trên chiếc ai chạy tân ôm á và tham lệ thô sạp sâu xa mũi và cũng bay rồi pi cái đấy mũi và đọc buồn đặt mau giao xin bằng ôn à hỏi mơ riêng thì tao mơ cả đời bây giờ chỏ là khư và xa đang ôn nói bà hát và mê phong pi khai của phụ mẹ hát sắp vừa rồi bông và lấy ông tiện tu tam chạm nó tam lệ thu sạp sốn sa muối và phòng bay rồi pi cái muối và từ một đó thay thay và đo dụng mình nữa và đo lớp lại chạy chun một ôn lớp mà si chỉ bơm được chưa và bệnh smell smell đây mà anh có si đây si mình rơi và đo buồn đặt mau cái dao xin và mà em dêm và làm lấy ông tiện tu tam chạm nó và tam lệ thu sạp nó mà sốn sa muối phòng bay rồi pi cái muối và xả ra không cố nữa đi thỏa là quặc mức rồi và chân với bàn dây đấy à nhà này cái lũ đen đi à nhà này cái tầm một đo lên đi và nói bằng ôn mưa đi sân đó mà này là mê mà chật có bán mà đọc muốn và đặt bao cái dao xin và phơm pi khay và xôm triệu bằng ôn và cô biết cái tinh tàu ấy bảo xóa ra mà tạm tinh cô biết bán và cô biết cái vô được bắt và cô biết đo lại mà thì mình bánh chay đi cô biết cọc mức lỗ à đã côn mê và côn mê và xong chịu bóng ôn côn như vô tao và côn mê và đừng rồi nó là phong pi khai tiệt đấy và đỏ buôn đặt máu với dao xin chặt các bạn đong luôn cho anh chị với mà em xem và để mình si với đo lo và mê tần nia chạy chun bóng ôn là sát và miền to tần nào đấy và tăng vị cho anh chị đong luôn và cô gặp bố mà em xem và ôn sẽ lên bên chân ai chạy tần nô và tam đệ thô sạp và xôn xa muối và bầm bay rồi pi cái đây mui và xem ta mui bầm bay rồi pi cái đây mui và lâu bắt đầu bằng ôn mơ đó bạn nó si bằng bệnh bây giờ riêng si mạch phải mà ở từ miền ở si và bằng mau ấy mà em xem thầm mạch phải để lâu việc đau mơ riêng định và tỏ là mệt hà chiêng à hỏi như tầm mệt hà đấy ông ôn mà tỏ là và đong khuôn là ó và cạc là ó mà mê đi thơ bụi êm dếm một ôn ơi và sát á mê đi và ôn thệ tộc hẹt nam đang và mê đi tầm nhiên là sát mà rôi phiện quân á nên mê mà rôi phiện rôi này. Và mà rôi phiện quân và mê phâm bị khẽ và có bộ mẹt hà sắp vượt rồi bộ và hà chiếng một ôn ơi và như tầm hà sắp chắc đơ và mơ đó mơ riêng đơ đó và ăn miền tội đấy và đong khuôn là ó và chặt buôn đọt buôn đặt máu của dao xin mà từ một đọt mấy mấy đấy bà xả đó của nó và mực của nó và ăn vinh banh chơi đấy hơ
miên smau si và smau cái si đây miên tao nào biết à smau tao cái ti tao nào biết miên đi cái lấy ai cô chuẩn và sát mê đi và bọc lọp đi và ốc xây và bọc ôn gần tao lanh bên chân và mê nó đặt vô thứ cuối và sát nắc mê đi và bọn luôn trong trái đó là ôn đó bọc lọp đi ốc xây và sát khô phí ca smán đó mà bị đong luôn mà bị đong ôn là phải miên thả khôi trường khôi đầy mấy ăn thế bà và đời bằng ôn mới mà nên là sạt đó crack mực ngon mà crack ó và crack ó và đong luôn mà bạn chơi đấy tung sân tung sân và đong luôn chẳng chơi là ó bà crack mực bà sao đang ôn đôi bà đó đòn luôn ốc xây đấy bà hừ trời mau đâu chụp băng ô ê bà ôi gật mơ bóp ôn gật like gật mơ tầm nơ bị đơ bà giống mách ấy giống mách bà thay tầm nơ bị đơ mình sát ấy khôi chơi khôi đai ấy bà mơ đó bà mà êm dêm bà bà có phụ mà mét hai sấp vừa coi bột và đọt buồn đạt bao cái giáo xin bà mà coi biết sao đọt ôn chẳng bàn thơ bụi bà em xế mà xá đó bà một đờ đó là ôn nó là crack lõ bà ê bà crack lõ bà mực bà đong luôn như crack lõ bà xá lõ crack lõ bà đâu khuyên phật tử ơi mơ ta bà khuyên xin bờ nguyên ô clean phật tức à clean phật tức vía bà phật ôi phật tức bà đang ngồi phật tức sân đó bà đong luôn cả lo ông nội bà đọt buôn đặt mau cái dao xin bà có phu viêm mà mét ha sấp với cõi bụng bà xôm chịu bong ôn bà mấy nên chuyện tàu khẹt nam đang sang say tàu cặp bột đấy bà tàu cặp bột chứ mấy tàu cặp bột bay cương à tàu cặp bột hay đang bay lên đang say tàu tàu kéo anh sang bay ban khẹt ban nhẹ khẹt tàu kéo à xả đó bà là hàng tàu kéo gần sài đấy hàng này bà hàng tàu kéo tôi chênh trần đấy bà chia sẻ cặp bột đang khẹt cái đal bà ông bột nó khẹt cái đal còn gần sài đây bà à đó đong luôn chẳng chơi lỗ bà có phù phi mà mệt há sấp vừa cởi bụng bà làm lại ông ôn tiện tung tam lịch thôi sạm bà xôn xa muối bà bầm bay đôi pi cái mùi bà mê lồng đập vì pi bà mê khả triệu bà thầm pi khai xong triệu bằng ôn có phù mệt há sấp vừa cởi bụng bà ôn sẽ lanh pin chất ai tiện tân ôn mất bà à đó mê đừng ôn ơi đó là mà khóc đi bà xây cho bà sát tần ni là sát cho chun có như thơ pui em dế mà bà tần liệt tiện tôn mà môn kê bàn môn kê và tiện tôn cõi ót là cái vô bát rồi bà cô sát nên ăn nọ du đây và bà cô sát xuống một triệu bong ôn cô sát nọ du thế và bà cô sát nọ du thế và tần nia thằng bát đấy và tần nia thằng phải hay chị anh khang kẹt cặp bột vô ấy là cô đi mà bong cặp bột bay lên chìm say và sát và đong luôn cho anh là ó cả ó và hầm pi khé bộ của bàn đong luôn cho anh mà êm dêm và mình đi ốc xây ông phố như thơ bụi đo lòng phố nữa mà cô mức ăn thông là ô mà bà phố mà mét hai sắp vừa cởi bột mà bà phố nà tiện tô môn kê ban môn kê bà phố cơ rối tình nia thật ọt tình nia mà rồi phía rồi ngay đây là cô đi là ngày chạy bát mà bà phố nhận mớ và bà phố giả lanh chẳng ban bà cô khát cô như thơ bụi cho anh phố mà tiện tô mà bà ban môn kê mà bà là cô đi xa tiết đang rồi nà tiết đấy mà ọt xa đó mà lúc đắp châm mà đong luôn trong trong bột chập mà êm dêm thầm pi khai cặp bùn mạnh hà sập vừa khỏi bột đúng rồi là họ côn bằng ôn rồi bằng ôn lành tinh chất trong bàn cô thơ pu dây mạnh và tại trong bàn cô vô tao thơ pu dây mạnh rồi tiếc đây họ cô đây hay mà lục đập cô đi về về rừng sát cặp bùn cặp bô trong trong lục đập chấm mà mạnh rồi cô na lơ cô đi tiếc đây và kia đây mà họ côn bằng ôn mà gì đẹp liền mà